Chào mừng các bạn đến với kênh Khám Phá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi làm chiếc máy lạnh này. Bây giờ là mùa hè và rất là nóng nực. Nhất là dân sinh viên thì không có tiền mua điều hòa. Tuy nhiên là một số bạn thì hay mở tủ lạnh ra để khí lạnh ở trong tủ lạnh nó tỏa ra nhà mát. Nhưng mà các bạn làm như vậy thì sẽ hỏng hết lốc của tủ lạnh. Nên là làm như vậy là không nên. Và chúng ta chỉ một cách là làm đá, sau đó là thổi khí lạnh từ đá ra để tản nhiệt vào mùa hè này. Và vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn làm chiếc máy lạnh này. Đầu tiên các bạn cần có một chiếc cúp. Cúp này là cúp góc 90, một chiếc quạt. Quạt này là quạt tôi tháo ra ở một máy tính 12V 0.1A. Phần dây thì các bạn nối dài như thế này để tí nữa chúng ta mắc vào nguồn cho dễ. Và một hộp xốp. Hộp xốp này thì đựng được nước, tôi mua ở cửa hàng hoa quả. Cái này rất rẻ, có 10.000 ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Vâng, đầu tiên là các bạn sẽ dùng bút dạ như tôi này. Sau đó là các bạn hãy đánh dấu vào đây một vòng tròn. Tí nữa chúng ta sẽ quét theo cái vòng tròn này để đặt cúp lên trên. Cả phần quạt này cũng vậy. Thực ra ấy, chúng ta quét ở bên trên như này vì là chúng ta đặt đá bên dưới mà chúng ta cần một luồng gió thổi thẳng ở bên dưới để tăng cái hiệu quả tản nhiệt cho cái đá. Và chúng ta quét như này thì chỉ hỏng phần nắp này thôi, vẫn tận dụng được cái hộp này để chúng ta có thể đựng nước, có thể trồng hành vào đây. Bởi vì là đa phần các bạn là sinh viên, sinh viên thì chúng ta phải tiết kiệm hết mức có thể. Vậy chúng ta một hộp xốp này mùa hè này có thể tận dụng để làm máy lạnh. Còn đến lúc mùa đông hoặc là mùa nào đó không cần máy lạnh đấy thì chúng ta lại tận dụng để trồng hành hoặc là làm những việc linh tinh. Vâng, bây giờ các bạn hãy dùng chiếc dao như này. Các bạn dùng dao sắc để cắt cho xốp nó đỡ bị vỡ. Các bạn vạch đánh dấu của mình to nhỉ, nhưng các bạn cắt vào trong một ít để chiếc quạt nó không bị lọt như dưới. Khi chúng ta gắn nó sẽ chặt hơn. Dùng dao sắc thì cắt nó sẽ rất ngọt như này. Bây giờ chúng ta đựng một lỗ như này, đặt chiếc quạt này vào là vừa. Đây phải coi số sẽ như này. Ở bên hình tròn các bạn cũng cắt tương tự. Bên tròn này thì chúng ta cần độ kéo tay hơn để lượn. Nếu các bạn mua được con dao nhỏ là đẹp nhất. Vâng, như vậy là chúng ta đã có một chiếc lỗ như này. Các bạn chụp được rất đẹp. Chiếc lỗ này thì cần mình cắm nọt được cái cúp này nên là chúng ta sẽ quét rộng to thêm một tí nữa.
hôm nay là vừa đẹp ạ. Vâng, cái chỗ quét này thì các bạn nên quét thành một đường chéo như tôi này, để khi chúng ta đặt cái quạt vào nó vừa fit luôn, và cái quạt nó bám chắc một chốt, nên chúng ta không cần phải dùng bất kỳ một loại keo vào gắn nữa. Bởi vì là nếu mà dùng keo gắn thì các bạn mà dùng keo nến thì nó cũng sẽ chảy một chốt ra, và dùng những loại keo khác thì cũng rất khó. Với lại là các bạn làm như này thì nó sẽ rất là tiện, bởi vì lúc nào mình tháo quạt vứt ra nó cũng dễ dàng. Cho nên tôi là cả phần ống nữa thì quạt này dù có lên hạn như này nó cũng không thể rơi được, nó bám rất là chắc rồi. Vâng, bây giờ tôi sẽ test thử nguồn. Ở đây các bạn có thể dùng adapter 12V của tôi này. Cái này là cái nạp điện ở bình thuốc sâu, hoặc là các bạn có thể dùng adapter của máy tính có loại 12V. Còn ở đây thì để phòng mất điện thì tôi có thể dùng bình ắc quy 12V này. Các bạn mà không có điều kiện thì chỉ dùng adapter thôi, nhưng mà đến lúc mất điện thì sẽ không thể hoạt động được. Đây là phần dây nguồn. Dây nguồn chúng ta đấu vào quy như này. Đỏ và đỏ. Vậy là quạt đã chạy. Ở phần bên trong này thì chúng ta đặt vào đây những khay đá. Các bạn làm những khay đá như này, hoặc là các bạn cũng có thể mua đá ở các cửa hàng. Đá thì rất rẻ đấy. Hai khay như này chắc là họ chỉ lấy một hoặc 2.000 đấy. Rồi, chúng ta đặt đá ở chiếc quạt như này. Sau đó chúng ta cho quạt hoạt động. Và ở phần ống bên này thì đã có khí lạnh thổi ra. Tôi không có cặp nhiệt độ để đo ở đây, nhưng mà các bạn chỉ cần xem qua video là cũng có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó rồi, đúng không? Cái khám phá tôi xin chúc các bạn thành công.